chuẩn bị được thả cửa rồi, chúng được mở cửa rồi, không biết không? Là được xuống chỉ thị 15 rồi, thì ít bữa nó xuống chỉ thị 14, 13 rồi, 12 này nọ, cái chỉ thị gì đó là gọi là cho mình gọi là đi chơi hoặc là ngồi nhậu thoải mái đó. Ừ. Đó đúng không? Tôi nghĩ là đợt này tôi nói kia mà đã một gặp chiến hữu tôi nói là không thể tôi thấy đường về á, không say không về. Nhưng mà có cái là mình phải làm cách nào gọi là không cho nó ăn gian luôn. Hiểu không? Ai đông thì người đó uống thì hết ăn gian. Không phải là mình đổ vô cái thùng, đổ vô thùng đúng không? Là chỉ cần múc chứ mình bỏ lon, bỏ thằng lon là nhiều khi thằng xuống chậm thì xuống hết gì nữa. Đúng rồi. Cứ bỏ vô cái thùng hết vô thùng á. Ừ. Đổ vô, đổ bia vô, đầu cái múc cho thằng thùng, múc cho thằng ly, múc kiên ly, bảo đảm không bao giờ nó ăn gian được. Cực không, rồi thằng nào múc? Thằng nào làm chú sĩ? Thì thằng nào nhỏ nó chịu. Ủa, thằng nhỏ thì lâu quá. Thằng nào cũng đòi giành ăn hết, không thằng nào đòi giành múc. Không vậy bữa đó ông đi theo tôi đi. Tôi giao cái nhà tôi tổng bằng của tôi hết rồi. Đừng có ngu. Thì ông ngu đó không ấy. Không, em ở nhà em nướng con cá em ăn một mình còn hay hơn. Đúng rồi. Dạ em múc. Chứ còn cái này dạ. Bị gì? Múc nè. Chứ gì vậy? Dạ, em múc nè. Cứ uống xong đưa ly tới cho mình múc nhanh. Thì vậy? Đang gấp mồi. Nè. Thì đỡ say cái gì đâu trời. Đang gấp quýnh đùi gà. Nè. Trời đất ơi. Chứ gì xác chi vậy? Chứ bây giờ ta ăn mừng thì ta phải uống bia. Uống rượu thì mình có đồ rất rượu rồi đúng không? Ê vậy như ông có uống bia mà có cách nào mà gọi là mạnh thằng nào đấy nó lấy rót không? Mà không cho chơi lon nha. Đổ hết vô cái thùng luôn mà. Mạnh thằng nào lấy rót. Có. Qua dịch mình nên làm cách này hay hơn. Chưa biết được thành phần nào mang mầm mống nguy hiểm. Thì đó đã là, nhà nước anh đã thả cửa rồi thì khi đó mình mới dám ngồi ăn nhậu tập trung chứ. Bây giờ nha. Em sẽ chế cho anh một cái đồ rót bia tự động. Chung là 4 góc mỗi người một góc. Bia thằng nào thì thằng đó tự mà rót. Nhiều thằng được không? 6-7 thằng, 8-9 thằng, 10 thằng cũng được. Ê. Thằng nào làm thì thằng đó rót thôi. Trong đó có tôi đó, không phải thằng đó nha. Ừ, à, ông nào làm thì ông đó rót thôi. À. Ừ, đơn giản, ống nhựa thôi. Bình minh hả? Ừ. Chế đi hay lắm. Phải tốn kém không quan trọng chứ. Tốn bao nhiêu đâu, thà anh tốn một ít bạn vô trong nhà anh á. Thường thường vô trong nhà là một chủ nhà phải rót bia, rót rượu mà không kịp gấp mồi, nó cực thân lắm. Tôi nói thiệt, mình lỡ nhưng mà 6 thằng vô đúng không? Ừ. Nội mà nói là uống xong cái đầu cái tôi nội tôi đưa 6 thằng bắt đầu cái là vừa mới tới thằng thứ 6 là tôi nói là mồi nó đã thằng nó gấp hết rồi. Chuẩn bị tôi gấp mồi thì đương nhiên nó sẽ vô cái nữa là khi đó là tôi không được ăn mồi, tôi uống không. Chế cái đồ rót rượu rồi đúng không? Đúng rồi. Hôm nay mình sẽ chế cái đồ rót bia tự động thân thằng nào thằng đó rót. Đúng đậm chất là rượu Đồng Nai ai đông người đó uống. Được hả? Đó, ok hả? Đi mình đi mua ống nhựa đó. Mua đúng không? Ừ. Con nhỏ nhỏ bán ấm này lúc mà nó cưa ngồi cưa ông để không? Thấy. Tôi nói thiệt cái ông khỏi cần phải nhậu. Cho con nhỏ đẹp dữ vậy mà thèm chi đúng rồi. Bán ống nước là phải đẹp rồi. Tôi gõ, tôi kêu ông này nọ mà ông có thèm để gì tới tôi đâu. Em chuyên về sửa ống nước mà. Ống cống, ống đồ thông tắc là em hay thông cống. Ta nói điện nước đầy đủ là đúng luôn, người bán điện luôn á. Đúng rồi. Thì chắc luôn á ha. Mà công nhận con á, tính ra mình chỉ cần nói sơ nó tính toán liền cho mình được hay vậy. Đúng có học rồi, có học con. Ngày hôm nay anh em tôi chế cho tất cả mọi người là cái đồ rót bia tự động nha. Bia ai người đó uống. Xài ống 21. Chế cho 4 người thì tôi xài 4 cái van. Mọi người thiết kế cho 6 người thì 6 cái van. Nó tùy mọi người thôi. 42-21. Mọi người có thể xài là 60-27 hoặc là 60-21 nha. Vì ống 60 cái cổ nó to hơn, chúng ta đỡ phải nông. Rồi. Rồi ok, tính đi. Bắt đầu rác cho mọi người nè. Cái mô hình sơ khai là xong rồi nè. Anh em tôi bắt đầu gắn mấy cái co. Gắn vô cho mọi người. Cái này gì ta? Này nút tu à? Ừ. Chủ nhà mà đem ra thì khách có nước mà chạy thôi chứ không có đường nào mà dám mà gọi là chiến đấu đúng không? Cận cảnh luôn nè mọi người coi nè. Wow. Nếu mọi người có làm mọi người chụp hình lại nha. Co đồ mọi người chụp hình lại hết.
Đó. Em có cái chai này, bỏ vô. Tất nhiên mọi người nên là xài cái ống 60 á, cho nó bầu đây luôn, cho nó cứng cáp luôn. Kiếm đá, kiếm bia đổ vô đi. Lỡ mà đá mi nó rớt đây nó chảy được không? Kiếm gì anh chặn lên, đổ đá vô cái đó dễ mà. À, cái nói chung là đá dễ đúng không? Cái gì mà có cái lược hay cái gì đó là chặn chỗ này rồi bỏ này vô cũng được đúng không? Ví dụ như bi lon hay bi chai, mọi người bỏ đá vô đây, mọi người đổ hết bia trong đây luôn. Với lại mọi người khắc tình trạng tránh nó bị xì thì mọi người nên nông bó chặt vô. Cái này dễ mà, đó đó tránh nó bị xì ra. Gia đình mình thông minh mà, đúng không? Ok. Rồi, anh đổ bia vô đi. Ấy dạ. Ê, lỡ xong cái mình làm xong này cái mình rủ mà không được, giờ này không được ạ. À. Mùa này không được nha. Đồ. Dưới đây nó không xì, tại vì uống nắng hết rồi, không xì. Bây giờ nhà ly lên. Nói chung cái này là mình làm test thôi, chứ còn mình khui bia mình bỏ vô thì đơn giản rồi đúng không? Hôm nay mấy bạn ghé nhà mình lười rót, cho nên mình chế ra cái này. Bạn chịu khó, bạn nào uống thì bạn nó tự rót đi nha. Mình lo ăn thôi. Ly của bạn đó, ly của bạn đó bỏ vô. Đừng có rớt ở nhà mất công vợ mình lâu nữa nha. Vợ mình rằng mình mệt lắm. Trời ơi, cho thằng nó mình đón ly nữa. Nhớ là bạn để đàng hoàng nha. Ra ngoài là vợ mình lâu, tí bạn lâu cho đó nha. Mình chỉ cầm tay lên. Đúng không? Tôi uống như vậy thôi, uống như vậy thôi. Đó. Ê mày sao không rớt đi mày? Xong rồi. Đồ. Tôi nói ông cái này chắc cái nó ngồi nhậu tới chiều á, mà cái này bất tiện. Sao bất tiện? Nó kiểu nó mệt, nó khỏe quá mà cái nó ngồi nhậu hoài. Không làm cái cây ngang đây, mục đích là để cho mọi người dễ gấp mồi. Đây là 4 người, mình thiết kế cho 4 người thôi. Còn ví dụ như gia đình mình ai muốn đây, đây là một cái chỗ một người nữa nè. Đó, đây một người nữa nè. Bên này một người nữa nè. Đó. Vậy đó. Tính ra ổn vậy. Anh rót lại cho mọi người coi đi ha. Đây. Đó nè. À, uống nhiêu tùy. Đó. Bên kia. Ê, nhớ lát lau cho mày chứ vợ tôi về là mệt á. Đúng rồi, nhớ lau cái bia rồi không à. Còn tao để tay cầm sát người ta rót nè. Ủa nó hướng nào? Ê, mà lỡ ai mà xỉn cái bẻ gãy chết luôn nha. Mất đèn. Đó đúng không? Đó. Để vậy lên bắt đầu ngắt lại cho. Vút cho nó rớt đây á. Họ phải lau đúng không? Đó, cho mạnh đây nó uống rất đủ. Tính ra ông đi ăn nhậu nhiều lắm đúng không? Anh nằm trong cái cảnh khổ mà mình phải ngồi mình châm bia cho người ta, nó cực lắm anh à. Anh không hiểu nổi đâu. 10 người mà đứng ngồi châm bia có kịp ăn đâu. Với lại bọt. Đúng rồi. Bọt nó lên còn này mình để đó. Đổ quất lần bắt đầu cái gấp mồi. Đây là mồi nè, được hai bếp lẩu nè. Nha, được hai cái bếp lẩu đàng hoàng nha, chứ không ấy đâu nha. Ngày nay anh em tôi thiết kế cho 10 cái đồ rót bia mà tự động là thân ai người đó rót nha, rất là hữu ích nha. Nói chung qua cái mùa dịch, nếu mà anh em nào muốn sum họp với nhau mà muốn giữ khoảng cách với nhau á thì nên thiết kế cái này rất là ok. Nên thiết kế cho mình một cái. Hay. Nhớ đăng ký bật chuông nha, anh em tôi sẽ cố gắng mang đến cho bạn những cái đời sống hay nhất và áp dụng thực tế. À, cái này là mình thiết kế về mấy chị em phụ nữ mà gọi là vợ của mấy ông mà vô coi chửi chết. Sao chửi? Tại vì nói là ông làm kiểu này là ông nhậu nhiều. Sợ có mấy bà vợ ra bà đứng mà bà nhìn bà cười. Kêu mấy ông uống bia cũng có phong cách đi. Đúng, vui. Có khi bà quay lại TikTok luôn á. Rồi ok nha. Nhớ đăng ký bật chuông nha.